Phật Cho nên độ năm tỳ kheo Trong năm vị tỳ kheo này Khai ngộ thứ nhất Chứng quả thứ nhất Là Kiều Trần Như Kiều Trần Như có rất nhiều tích truyện Ở đây chúng ta sẽ không giảng Chủ này chúng ta cần phải tin tưởng Ngài đại biểu cho cái gì Đại biểu bộ kinh này Là kinh khai ngộ bậc nhất Pháp môn này là pháp môn chứng quả đệ nhất Ngài biểu đạt cái ý này Chứ bổn kinh này Phía sau Không phải là tiểu thừa Ở trong quyển kinh này của chúng ta Ở mặt đầu đây Dường như là Ở tờ thứ 94 Các vị Lật đến tờ thứ 94 Đúng rồi tờ thứ 94 Đoạn đầu phần lưu thông Khuyên tính lưu thông Bạn xem phần phán khoa đoạn thứ hai Một hai đệ tử thứ nhất Chúng ta đọc qua kinh văn một lần Tâm vô hạ liệt Diệt bất tống cao Thành tựu thiện căn tất giai tăng thượng Đương tri thử nhân phi thị tiểu thừa Ư ngã pháp trung đắc danh đệ nhất đệ tử Chúng ta xem thấy đoạn kinh văn này Trước sau tương ưng với nhau Kiều Trần Như là khai ngộ đệ nhất chứng quả đệ nhất nên xếp ngài ở thứ nhất Chính là nói rõ bộ kinh này là pháp môn khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật đệ nhất nếu bạn nói là tất cả kinh thích ca mâu ni phật đã nói ra trong 49 năm kinh nào là đệ nhất đi chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao đây là đệ nhất kinh thiên kinh giảng luận Ngày nay chúng ta có thể chọn được đệ nhất kinh Việc này nếu không phải là Đại Thiện căn Đại Phước Đức, Đại Nhân Duyên Thì làm sao bạn có thể gặp được Ngày nay chúng ta gặp được Đó là đệ nhất kinh trong tất cả kinh Kiều Trường như đại biểu đệ nhất Thế nên xếp ngài ở thứ nhất Phía sau đều là thứ nhất từ nay chỗ này về sau mãi đến bộ kinh này viên mãn mỗi câu mỗi chữ đều là đệ nhất không có đệ nhị chúng ta xem thấy ở trong tất cả các kinh Xá lợi phất đại biểu cho trí tuệ một kiền liên đại biểu thần thông kiều trần như xếp ở phía trước vậy thì ý nghĩa biểu thị của xá lợi phất được nâng cao hơn xá lợi phất ở ngay đây đại biểu trí tuệ đệ nhất một kiền liên ở chỗ này đại biểu thần thông đệ nhất thần thông chính là năng lực mà ngày nay chúng ta thường gọi thông là ý nghĩa thông đạt không có thứ nào không thông đạt không hề chướng ngại thần là thần kỳ siêu diệt thường thức của chúng ta siêu diệt tưởng tượng của chúng ta họ có năng lực thù thắng như vậy năng lực đệ nhất ở trong tất cả kinh đều có hai vị tôn giả này đó chính là nói tất cả các kinh mà phật đã nói đều là trí tuệ đức năng từ trong trí tuệ chân thật đức năng chân thật mà lưu xuất ra ở chỗ này chúng ta phải đem nó thêm vào đệ nhất trí tuệ là đệ nhất thần thông năng lực là đệ nhất tuyệt đối không phải các kinh khác có thể so sánh vì sao vậy bất cứ kinh nào cũng đều không thể khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật chỉ có bộ kinh này một pháp môn này có thể khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật các vị phải ghi nhớ chúng ta ở ngay nơi đây xây dựng tính tâm học cái đoạn kinh văn này chính là kiến lập tính tâm kiên định không gì bằng của chúng ta tin tưởng chính mình thì tâm thị phật tin tưởng chính mình thì tâm, tâm tác phật quyết định thành Phật. Chúng ta ở trong cái đoạn kinh văn này. Thiên chốt là phải học chỗ này. Phía sau cũng là giúp chúng ta xây dựng tính tâm, nhất định không dao động. Tôn giả Ca Diếp, đại biểu Thiền Tông. Sơ tổ của Thiền Tông tôn giả a nan đại biểu giáo hạ tông môn cùng giáo hạ họp lại chính là bao gồm tất cả phật pháp không hề sót lọt thứ nào ngoài thiền tông ra thấy đều gọi là giáo hạ ý nghĩa mà hai vị này đại biểu chính là nói với chúng ta tông môn giáo hạ cuối cùng cũng sẽ quy về tình độ bằng nói xem tình độ thù thắng dường nào thế nhưng tông môn có phải thật quy về tình độ hay không chân thật quy về thí dụ rõ ràng nhất mã tổ bá Trượng hai vị đại sư này xây dựng tòng lâm lập thanh quy đề sướng cùng tu bạn thấy thiền môn nhật tụng thanh quy mà đại sư bá trường đã lập ra đó là bổn khóa tụng của thiền tông khóa tối điều niệm a di đà phật buổi tụng kinh tối thì tụng kinh di đà Hãy chẳng phải quy tình độ đó sao không hề xem nhẹ tịnh độ rõ ràng là ngàn kinh dạng luận và mọi tông phái đều quy về quy về đâu quy về Chu Lượng Thọ quy về bộ kinh này quy về thế giới Tây Phương cực lạc Hiểu rõ đạo lý này Thì chúng ta lựa chọn pháp môn tịnh độ Chuyên tu chuyên hoàng Nhất quyết không bị các pháp môn khác Làm lay động Ý nguyện Của chúng ta Cái ý nghĩa này Là ở chỗ đó Xem kỹ Trong Pháp hội còn có chúng Bồ Tát Ở trong chúng Bồ Tát Đề cử cho chúng ta Ba vị Bồ Tát Vị thứ nhất là Bồ Tát Phổ Hiền Lại có Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Văn Tù Sư Lợi Bồ Tát Di Lạc Và tất cả Bồ Tát trong hiện kiếp Đều đến hội họp Ý nghĩa này rất hay Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu điều gì? Đại biểu tịnh mật không hai. Chúng ta hiểu được mười tông phái trong Phật Pháp, trong đó có mật tông. Cho thời cận đại mật tông, hoàn truyền rất rộng. Tổ sư của mật tông là ai vậy? Là Bồ Tát Phổ Hiền. Vị truyền thừa của mật tông là Bồ Tát Long Thọ. Sau khi Phật diệt độ 600 năm, Bồ Tát Long Thọ xuất hiện ở thế gian này. Ngài là Bồ Tát Sơ Địa. Ngài ở Nam Thiên mở tháp sắt. Sau khi tháp sắt mở ra, thì thấy Kim Cang Tác Đỏa, cũng gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát. Truyền cho Ngài mật pháp này sau này ngài truyền lại kim cang thủ bồ tát cũng chính là kim cang tác đỏa là hóa thân của bồ tát phổ hiền cho nên bồ tát phổ hiền ở mật tông xưng là kim cang tác đỏa ngài ở đây đại biểu mật tông đến cuối cùng cũng quy về tịnh độ ý nghĩa này hiển thị đặc biệt rõ ràng ở trong bản kinh vì sao ở trong phẩm thứ hai đức tôn phổ hiền trong kinh hoa nghiêm thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc mật tông đâu có lý nào mà không quy về tịnh độ chứ ý nghĩa này phải hiểu dân thù sư lợi Bồ Tát để biểu thiền tông không hai. Thiền tông cho tổ sư Đạt Ma truyền xuống không phải là thiền định trong lục độ là bát nhã ba la mật trong lục độ. Bạn thấy lục tổ đàn kinh lục tổ khi mở lời thì dạy mọi người cứ niệm ma ha bát nhã ba la mật đa cho nên chư gì phải hiểu rằng Thiền Tông là tu bác giả Ba La Mật Đa Bồ Tát Dân tù sư lợi đại biểu Đây là bổn tôn trong tông môn Phổ hiền Là bổn tôn trong mật tông Tất cả đều hướng về tịnh độ thì chúng ta tu tịnh độ Tâm đã định rồi Thì nhìn thấy thiền, nhìn thấy mật Rất hay Ta là mật trong mật, thiền trong thiền Không hề bị họ làm lay động Tính tâm, nguyện tâm của bạn Mới kiên định Bồ Tát liệt kê vào ở ngay chỗ này Bạn phải nên hiểu cái nghĩa thú sâu rộng này Ngay chỗ này chân thật giúp đỡ chúng ta xây dựng tính tâm không gì bằng quyền tâm không gì bằng gì tiếp theo là bồ tát di lạc bồ tát di lạc ở ngay chỗ này là đại biểu truyền thừa tương lai thời đại này của chúng ta thích ca mâu ni phật là một thời đại lớn. Cái thời đại lớn này, một dạng hai ngàn năm. Pháp dẫn của Thích Ca Mâu Ni Phật có chánh Pháp, tượng Pháp, mạt Pháp. Thời đại lớn này một dạng hai ngàn năm. Sau một dạng hai ngàn năm, các chư Phật khác đến Hoàng Dương Pháp Môn gì vậy? Có phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Cũng là Hoàng Dương Pháp Môn này ư? Không sai. Bồ Tát Di Lặc chính là kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp. Di Lặc là vị thứ năm. Cho nên là tiếp nối tương lai. Cũng tiếp nối pháp môn này. Vì sao vậy? Pháp môn này là pháp môn đệ nhất. mười phương ba đời tất cả chư phật như lai độ chúng sanh thành phật đạo pháp môn đệ nhất chính là kinh vô lượng thọ đối tượng kinh vô lượng thọ đối tượng có thể tiếp dẫn chính là chúng sanh căn tánh chín mùi ở thế gian cái gì gọi là chín mùi ngay trong một đời này Quyết định làm Phật Đó chính là đối tượng của Kinh Vô Lượng Thọ Ở ngay trong một đời này của chúng ta Tiếp xúc được Pháp môn này Dạng nhất không thể giảng sanh Vậy thì phải nói thế nào đây? Không thể giảng sanh Không phải kinh có kém khuyết là chính chúng ta chưa y giáo phụng hành bạn phải cố gắng ghi nhớ quả nhiên có thể y giáo phụng hành thì bạn ở ngay trong một đời này quyết định làm phật không hề khác biệt với a di đà phật đó là thật không phải là giả cho nên tất cả chư phật như lai gặp được chúng ta Căng đánh chín mùi Đều phải nói pháp môn này Đều phải nên khuyên bảo Tất cả chúng sanh Niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Do đây có thể biết Cái pháp môn này Pháp hội này thù thắng Xác thực ra là Không tiền tuyệt hậu Đoạn sau